Chào mừng quý vị và các bạn đến với bản tin cập nhật giá hồ tiêu của kênh Cô Ba Sài Gòn. Kính chúc quý vị và các bạn một ngày mới trần đầy năng lượng, mọi công việc đều thuận lợi. Nếu là lần đầu đến với kênh xin hãy ủng hộ kênh một đăng ký và nhấn chuông để dễ dàng theo dõi cập nhật giá hàng ngày. Mời quý vị và các bạn tham khảo giá hồ tiêu trong nước hôm nay ngày 8 tháng 3 năm 2024. Giá tiêu hôm nay ngày 8 tháng 3 năm 2024 khu vực Tây Nguyên, Đông Nam Bộ đồng loạt giảm mạnh. Trong đó, giá tiêu khu vực Tây Nguyên hôm nay tiếp tục dao động 92.500 đến 95.000 đồng trên kg. Cụ thể, giá tiêu Chư Sê, Gia Lai giảm 500 đồng trên kg so với hôm qua, để còn 92.500 đồng trên kg. Giá tiêu Đắk Lắc và giá tiêu Đắk Nông giảm 1.000 đồng trên kg so với hôm qua, giảm còn 95.000 đồng trên kg tại khu vực Đông Nam Bộ giá tiêu hôm nay tiếp tục giảm mạnh. Trong đó, giá tiêu tại Bà Rịa Vũng Tàu được thu mua ở mức 94.000 đồng trên kg, giảm 1.500 đồng trên kg. Giá tiêu Bình Phước cũng giảm 1.000 đồng trên kg, để có giá 94.500 đồng trên kg. Như vậy, hôm nay là ngày thứ 6 liên tiếp giá tiêu các vùng trọng điểm có dấu hiệu chứng lại và giảm giá nhẹ. Theo dữ liệu của Tổng cục Thống kê, Xuất khẩu tiêu trong tháng 2 năm 2024 ước đạt 16.000 tấn, giảm 8,4% so với tháng trước và giảm 42,8% so với cùng kỳ năm 2023. Kim ngạch tiêu xuất khẩu trong tháng 2 năm 2024 đạt 65,3 triệu đô la Mỹ, giảm 6,5% so với tháng trước và giảm 22,2% so với cùng kỳ năm 2023. Lũy kế 2 tháng đầu năm 2024 xuất khẩu tiêu ước đạt 33,5 nghìn tấn, giảm 17,2% so với cùng kỳ năm 2023. Kim ngạch đạt 135,2 triệu đô la Mỹ, tăng 6,5%. Theo số liệu từ Ủy ban Thương mại Quốc tế Mỹ, năm 2023, nhập khẩu hạt tiêu vào Mỹ đạt trên 69.000 tấn, trị giá 317 triệu đô la Mỹ, giảm 21,2% về lượng và giảm 28% về trị giá so với năm 2022. Việt Nam là nguồn cung hạt tiêu lớn nhất cho Mỹ trong năm 2023, đạt 53.300 tấn, trị giá 234,13 triệu đô la Mỹ, giảm 17,6% về lượng và giảm 27,1% về trị giá so với năm 2022. Thì phần hạt tiêu của Việt Nam trong tổng lượng nhập khẩu của Mỹ từ thế giới tăng từ 73,85% trong năm 2022 lên 77,23% trong năm 2023. Cập nhật giá tiêu thế giới từ Hiệp hội Hồ tiêu quốc tế, IBC, thời điểm rạng sáng nay, giờ Việt Nam, giá tiêu Indonesia tăng giá, giá tiêu Brazil, Malaysia tiếp tục không có gì thay đổi so với các phiên giao dịch trước. Tuy nhiên giá tiêu Việt Nam giao dịch trên sàn quốc tế hôm nay bất ngờ tăng vọt. Cụ thể, giá tiêu đen lam băng, Indonesia, hôm nay được giao dịch ở mức 3.978 USD tấn, tăng 0,40%. Giá tiêu trắng, Indonesia được giao dịch ở mức 6.157 USD tấn, tăng 0,41%. Giá tiêu đen Brazil ASTA 570 hôm nay vẫn duy trì ở mức 4.350 USD tấn, bằng so với hôm qua. Giá tiêu đen Kuching, Malaysia ASTA tiếp tục duy trì ở mức 4.900 USD tấn. Giá tiêu trắng Malaysia ASTA vẫn ở 7.300 USD tấn. Trong khi đó, khá bất ngờ sau nhiều ngày giao dịch chứng lại trên sàn quốc tế thì giá tiêu các loại Việt Nam hôm nay tăng đột biến. Trong đó, giá tiêu đen Việt Nam loại 500GL hôm nay giao dịch ở mức 4.100 USD tấn, tăng 4,88%. Với loại 550 GL giao dịch ở mức 4.200 USD tấn, tăng 4,76%. Giá tiêu trắng ASTA giao dịch ở mức 5.900 USD tấn, tăng 3,39%. IBC dự báo sản lượng hồ tiêu toàn cầu năm 2024 tiếp tục giảm 1,1% tương đương 6.000 tấn. Brazil và Ấn Độ được dự báo tăng sản lượng trong năm 2024, trong khi giảm tại Việt Nam. Bản tin của chúng tôi xin tạm dừng tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong bản tin ngày mai. Thân ái chào tạm biệt.